Lúc 9 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần tòa thánh để đi xe đến công viên Surawadi Udiyan. Công viên này chiếm chỗ của trường đua ngựa trước kia. Chính tại đây, ông Sheikh Mujibur Rahman đã đọc một bài diễn văn lịch sử trước đệ nhất thế chiến năm 1917. Và cũng chính tại đây, quân đội Pakistan đầu hàng. Đài kỷ niệm Hussein Shahid Sirawadi, một chính trị gia Pakistan gốc Bangladesh, thủ tướng Bengala trong các năm 1946-1947, ban đầu đã được dùng như câu lạc bộ quân đội của người Anh và sau thời thuộc địa trở thành trường đua ngựa Ramna. Bên trong có mộ của ba vị lãnh đạo quốc gia là Sheikh Hangla Fazlul Huq, Hussein Shahid Surawadi và Khawaja Najimuddin. Viện Bảo tàng Độc lập trưng bày các tác phẩm minh giải lịch sử quốc gia từ Vương quốc Mughun cho tới năm 1971 là năm Bangladesh được độc lập. Xe chở Đức Thánh Cha đã tới công viên lúc 9 giờ 25 phút. Sau đó ngài lên xe jeep đi một vòng chào các tín hữu. Có khoảng trên dưới 100.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Thánh lễ chuyển chức linh mục đã bắt đầu lúc 10 giờ và được cử hành bằng tiếng Latin, tiếng Anh và Bengali. Pita o putro o povitro atar name. Tomada santi hoc. Chirodin amiga ibuto ma danka me. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ các tân chức luôn luôn có trước mắt gương của Chúa Giêsu Kitô là mục tử nhân lành, không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Các linh mục cộng tác vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô là giáo hội, trở thành dân của Thiên Chúa là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đề cập đến nguồn gốc của ơn gọi linh mục, Đức Thánh Cha nói, như mọi người biết rõ, Chúa Giêsu là vị thượng tế duy nhất của Tân Ước, nhưng nơi Ngài, toàn thể dân thánh của Thiên Chúa cũng đã được thiết lập là dân tư tế. Tuy nhiên, giữa các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu đã muốn đặc biệt lựa chọn vài người để khi nhân danh Ngài công khai thi hành trong giáo hội chức tư tế, hầu mưu lợi cho tất cả mọi người. Họ tiếp tục sứ mệnh của Ngài là thầy dạy, tư tế và mục tử. Đức Thánh Cha nói tiếp, thật thế, như Ngài đã được Thiên Chúa Cha gửi đi cho sứ mệnh này, tới lần mình, Chúa Giêsu cũng đã gửi vào thế giới các tông đồ, rồi các giám mục là các người kế vị, và sau cùng là các cộng sự viên của các giám mục là các linh mục, là những người kết hiệp với sứ vụ tư tế họ được mời gọi phục vụ dân Chúa. Các linh mục cộng tác vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô là giáo hội, trở thành dân của Thiên Chúa và đền thờ của Chúa Thánh Thần.
Thật vậy, họ sẽ trở thành đồng hình dạng với Chúa Kitô Thượng Tế đời đời, hay họ sẽ được thánh hiến như các tư tế thực sự của Tân Ước, và với tước hiệu ấy kết hiệp họ trong chức tư tế với giám mục của họ. Họ sẽ là những người rao giảng tin mừng, là mục tử của dân Thiên Chúa, và họ sẽ chủ sự các hành động phụng tử, đặc biệt trong việc cử hành hiến tế của Chúa. Tiếp đến, hướng tới các tiến chức, Đức Thánh Cha khuyên họ ý thức được các nhiệm vụ cao cả của mình và nói, các con phân phát cho tất cả mọi người lời Chúa mà chính các con đã nhận lãnh với niềm vui. Hãy đọc và suy gẫm lời Chúa một cách kiên trì để tin điều đã đọc. Hãy dạy dỗ điều các con đã học trong đức tin và sống điều các con dạy dỗ. Ước gì giáo lý của các con là lương thực cho dân Chúa, hương thơm cuộc sống của các con là niềm vui và sự nâng đỡ cho các tín hữu của Chúa Kitô. Để với lời nói và gương lành, các con xây dựng nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Các con sẽ tiếp tục công trình thánh hóa của Chúa Kitô. Qua sứ vụ của các con, hiến tế thiêng liêng của tín hữu được trở thành hoàn hảo để cùng với hiến tế của Chúa Kitô mà qua bàn tay các con nhân danh toàn thể giáo hội. Nó được dâng lên trên bàn thờ trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Khi tham dự vào mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa, các con mang cái chết của Chúa Kitô trong chi thể các con và cùng Ngài bước đi trong cuộc sống mới. Với bí tích rửa tội, các con tiếp nhận các tín hữu mới vào dân Chúa. Với bí tích sám hối, các con tha tội nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Với dầu thánh, các con thoa dịu đau khổ của các bệnh nhân. Khi cử hành các nghi thức thánh và khi dâng lên trong các giờ khác nhau của ngày, lời cầu chúc tụng và khẩn nài, các con trở thành tiếng nói của dân Chúa và của toàn nhân loại. Ý thức được rằng mình đã được chọn giữa các người khác và được thành lập để tham dự vào các việc của Thiên Chúa cho thiện ích của họ. Các con hãy thực thi công việc tư tế của Chúa Kitô với niềm vui và lòng bác ái, chỉ để làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không vì chính mình. Sau cùng, khi tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô là đầu và là mục tử trong tình hiệp nhất con thảo với giám mục của các con hãy dấn thân hiệp nhất các tín hữu trong một gia đình duy nhất, để dẫn đưa họ tới Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn luôn có trước mắt gương của mục tử nhân lành, không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Tiếp đến là nghi thức truyền chức linh mục. Do you promise respect and obedience to me and my successor? I do. My dear people, let us pray that the all-powerful Father may pour out the gift of heaven on the servant of His whom He has chosen to be priest. Let us kneel. Ashun amra shokole jatupat kori.
Dedicque discipuli suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicent, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. God bless you all. For that we are here, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Therefore, the Mass is ended. Thanks be to God. Thank you.